Chào tất cả các bạn. Trộm cướp, cướp giật trong đêm tại phố Cưng Kiên, Trung Văn, Hà Nội. Vào ngày hôm qua, tôi có chở một chuyến xe đi phố Trung Văn từ một quán bar 1900 của phố Tạ Hiện đi về phố Trung Văn. Và khi chở khách đến đây xong thì tôi muốn đi vệ sinh, tôi muốn đi giải. Nhưng tại phố Trung Văn thì phố nó tối tăm nên tôi cảm thấy lo lắng và tôi không dừng xe ở đây. Và tôi lăn bánh đến phố Cưng Kiên. Đây là địa chỉ của phường Trung Văn. Ở gần đây thì có chung cư của Vin Green Bay, có cũng khu đông dân cư. Nhưng lúc này là khoảng 3 giờ sáng rồi thì trên đường vắng vẻ, chả có ai cả, chỉ có tôi và một số người đi chợ buổi sáng. Thế thì khi đến phố Cưng Kiên, tôi thấy nó cũng vắng vẻ mà có nhiều đèn sáng, và trên vỉa hè có những lùm cây, thì tôi dừng xe xuống, tôi đi vệ sinh ở đây. Khi tôi đứng đi giải thì tôi thấy tự nhiên có một chiếc xe máy, xe Way đi một mình, đỗ sau xe của tôi. Và tiếp theo có hai cậu thanh niên đi theo một chiếc xe nữa, lại đỗ ở đầu xe của tôi, nhưng đỗ cách khoảng 2-3 mét. Cái còn cái xe sau thì đỗ sát đuôi xe, tôi cũng không thể lùi xe sau được. Đến đây thì tôi thấy có vấn đề bất an. Khi đang đi vệ sinh thì thấy hai người đến sau đỗ ở đầu xe tôi. Họ nhìn vào tôi, họ chửi tôi. Và họ có vẻ uống rượu say gì đó thì tôi không biết. Nhưng họ ném một cái gì đó thủy tinh ở phía đầu xe của tôi, nhưng không trúng xe, họ ném xuống dưới đường choang một cái. Và họ nhìn tôi, họ cứ chỉ bới một cái điều gì đó, tôi cũng không hiểu họ chửi tôi cái gì. Thế ba người này lại tiến gần, lại cứ chửi tôi, chỉ mặt tôi. Thì tôi hỏi rằng anh em làm sao, em có sai gì với anh không, thì em sai đâu em xin lỗi. Thì họ chửi tôi và họ nói rằng là tôi va chạm với họ từ một đoạn đường phía trước, là đoạn đường bằng Tố Hữu Trung Văn. Họ nói rằng là họ va chạm với tôi và tôi bỏ đi không đứng lại để tiếp va chạm với họ. Nhưng thực tế rằng là tôi không có va chạm với họ một tí nào cả, tôi cũng không biết họ là ai, cũng không va chạm gì cả. Thì tôi có nói họ rằng là có thể anh nhầm. Nhưng ba người họ áp sát vào tôi cảm thấy lo lắng và sợ. Thì tôi phản xạ thì tôi hãi quá, tôi chạy thật nhanh vào trong xe. Tôi vẫn kịp chạy nhanh trong xe và tôi chốt cửa lại. Lúc đấy thì theo phản xạ thì tôi nổ máy. Thì cái xe phía sau đỗ sát đuôi xe, tôi không lùi xe được. Còn xe phía trước đỗ cách tôi khoảng 2-3 mét thì tôi đánh hết lái và tôi bánh xe của tôi còn chườm lên cái bánh xe trước của họ, làm xe máy của họ bị đổ. Và tôi hãi quá và tôi chạy trong cái khu chung cư của Vin Green Bay. Khi vào khu chung cư Green Bay thì tôi vẫn đang cảm thấy rất sợ và lo lắng. Và theo phản xạ tôi hãi quá thì tôi có điện thoại lên công an của phường Trung Văn gần đó. Thì tôi không biết số là số bao nhiêu nhưng tôi điện 113. Thì tôi biết rằng là họ đang giàn cảnh, giàn dựng để họ hãm hại tôi và lừa tôi hoặc lấy của tôi cái gì đó. Thì tôi điện cho công an, thì hướng dẫn công an nói rằng là anh làm sao không, thì tôi nói là không. Thì họ nói rằng là thôi, câu chuyện đã qua rồi, thì bây giờ họ bảo tôi đến trình báo tại công an phường để họ biết thông tin, để họ chấn áp tội phạm. Nhưng bây giờ là đêm rồi, tôi cũng ngại đến công an phường và tôi cũng không đến nữa. Nhưng qua câu chuyện này tôi muốn nói với mọi người rằng là mọi người hãy cẩn thận khi đi đêm vắng, thì chúng ta cố gắng hạn chế không dừng xe ở giữa đường, hạn chế làm những việc riêng, hãy về nhà và làm những cái gì mà mình định làm thì làm sau. Còn những đoạn đường vắng thì rất là nguy hiểm. Bây giờ kinh tế thì khó khăn, trộm cắp thì lại càng ngày càng nhiều lên. Những đoạn đường vắng và khi mình đi đơn lẻ thì mình rất dễ bị trộm cắp và bị cướp. Qua câu chuyện này tôi muốn cảnh tỉnh với tất cả mọi người để tránh những cái việc không may trong đêm. Trong câu chuyện của tôi thì tôi cũng rất là may mắn. Tôi gặp ba cái đối tượng này thì tôi nghĩ rằng nó không phải là trộm cắp chuyên nghiệp. Chứ nếu là nó là chuyên nghiệp thì nó dùng hung khí nó chấn áp tôi thì tôi cũng rất là sợ. Chắc là tôi cũng theo những gì mà nó chỉ bảo thôi. Nhưng đây có lẽ rằng là trộm này trộm chưa chuyên nghiệp, cho nên tôi cũng có cơ hội để chạy lên xe để chạy thoát thân. Thì tôi muốn gửi đến mọi người là như vậy, chúng ta hãy cảnh tỉnh trong mọi trường hợp các bạn nhé. Bây giờ kinh tế khó khăn thì nhiều vấn đề xảy ra trong đêm lắm, hở ra là mất thôi, hở ra là bị thế này thì kia thôi. Tôi chỉ nói vậy thôi. Khi nào có những câu chuyện hay, những cái gì mà tôi gặp hoặc bạn bè gặp thì tôi sẽ kể lại mọi người để mọi người biết, để cảnh tỉnh thêm các bạn nhé. Đây là bài học có thật của tôi xảy ra với tôi muốn chia sẻ mọi người là như vậy. Chào tất cả mọi người.